Hello chị Cherry Hồ nè. Dạ hello Bích Lê, em chào chị Thanh Ngân nè. Vô like chấm tương tác lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi vô like tương tác chia sẻ like lên giúp em nha, để em lên hàng tặng đầu like cho mình nè. Nay lên lên nhiều mẫu lắm nha Bích Lê ơi. Rồi chia sẻ like giúp em nha, để em lên hàng tặng đầu like trước cho mình nè. Rồi em chào chị Lâm Tuyết Minh. Rồi vô like tương tác chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, để em lên hàng tặng đầu like trước cho mình đây. Đẹp ghê luôn, em tặng cái đen đầu like cho mình siêu xinh luôn đây. Tương tác chia sẻ like liền giúp em nha. Trời ơi, beo xinh luôn nè mấy chị ơi. Hàng chị Mạnh Tú Xuyên là đi hàng rồi nha, đi hàng rồi. Hôm nay cứ đặt đi rồi em dồn lại. Rồi chia sẻ like lên liền giùm em nè mấy chị ơi. Nhớ giùm em là chia sẻ like ở chế độ công khai nha. Một lần cũng được nhưng mà phải ở chế độ công khai giúp em nè. Trời xinh xinh dễ mang. Đẹp ghê. Đẹp lắm luôn, cái này em tặng nguyên set cho mình luôn nè. Rồi. Rồi chia sẻ like comment lên giúp em là tặng set nha mấy chị, tặng bộ nha, tặng bộ. Chia sẻ like comment lên liền giùm em là tặng bộ nè mấy chị ơi. Hàng em là còn giữ nha, còn giữ đây. Rồi, chia sẻ like comment lên giùm em là tặng bộ nha. Tặng bộ xinh xinh chưa? Trời cái này tắt rồi ra mặt cũng được luôn nè. Rồi chia sẻ like liền nha mấy chị ơi, comment lên giùm em là tặng bộ nè. Chia sẻ like giúp em một lần cũng được nhưng mà ở chế độ công khai giùm em nha. Rồi chia sẻ like comment lên giùm em là tặng bộ đi mấy chị ơi. Tặng bộ nha, rất là xinh luôn nè. Chia sẻ like comment lên giúp em là tặng bộ cho mấy chị vô đông đông, chút rồi em quay tặng cho mình liền nha. Rồi tương tác chia sẻ like liền giúp em nha mấy chị nha. Tặng bộ nha, tặng miễn phí bộ này đầu like cho mình nè mấy chị ơi. Tặng miễn phí bộ này đầu like nè. Tương tác chia sẻ like comment lên giùm em liền là tặng bộ nha. Len áo len đi với lại áo ren bên trong nguyên một bộ luôn, em tặng mẫu này đầu like cho mình. Rồi tương tác chia sẻ like lên liền giùm em nha mấy chị nha. Hôm nay em like sớm quá hay sao, ta ít người coi quá à. Rồi tương tác lên giúp em nha, chia sẻ like comment lên liền em là tặng bộ, em quay tặng bộ này cho mình. Bắt đầu em lên hàng giá cực kỳ là rỉ luôn. Giá rỉ lắm lắm luôn mấy chị ơi. Rồi tương tác lên nha mấy chị ơi. Bộ này tí hồi em cũng lên giá rỉ đầu like cho mình. Tí hồi lên giá rỉ đầu like luôn mấy chị ơi. Tương tác lên giúp em nè, chia sẻ like comment lên giúp em là tặng bộ. Rồi chia sẻ like comment lên giúp em là tặng bộ nha. Rồi đây nha mấy chị, em dơ lên lại lần nữa nè. Chia sẻ like liền giùm em, tương tác lên giúp em nha, để quay tặng bộ này đầu like cho mình. Thôi bây giờ ít người coi thì like cũng phải like luôn. Rồi đây nha mấy chị nha. Đẹp ghê luôn á, cái này tách rồi ra mặt được luôn giúp em nè. Rồi chia sẻ like lên liền giùm em nha. Comment lên liền giúp em là tặng bộ. Và cái mẫu này em cũng sẽ lên đầu like cho mình luôn, em lên giá rỉ đầu like cho mình luôn cái mẫu này. Áo ghi lơ đi với lại áo ren bên trong. Rồi áo ghi lơ đi với lại áo riêng bên trong nha mấy chị nha. Tương tác lên giúp em nè. Rồi chia sẻ like comment lên liền giùm em là tặng bộ. Tặng bộ nha, nguyên một set như thế này luôn. Chuẩn bị em quay tặng cho mình, bắt đầu xong lên hàng luôn nha. Rồi chuẩn bị em quay tặng đây mấy chị ơi. Chia sẻ like comment lên giúp em là tặng bộ. Rồi chị nào mới vô tranh thủ chia sẻ like giùm em nha. Comment lên giùm em là tặng bộ.
chia sẻ like comment lên với em là tặng bộ cho mình, em quay tặng mẫu này cho mình nè. Chia sẻ like comment tặng bộ lên giúp em nha, cho mình quay tặng mẫu này cho mình. Rồi em quay luôn đây mấy chị ơi, em quay tặng luôn nha. Đó, quay tặng luôn nè. Đang quay. Chị nào mà chia sẻ like nhiều, tương tác càng tốt là nói chung rất là dễ trúng luôn nha. Đây nha mấy chị nha, em đang quay luôn nè. Chị Bình Yên. Bình Yên nha, chị Bình Yên ơi. Bình Yên này nhắn địa chỉ số điện thoại lên giúp em nha. Rồi. Rồi bắt đầu em lên hàng cho mình luôn đây. Bộ này em lên giá rỉ đầu like cho mình. Bình Yên. Đây là chị nguyên, đây là mấy chị ơi, nguyên một set luôn, gồm một áo ren và một áo khóc len, áo giller len bên ngoài. Cái set này người ta đang bán 170-180 nguyên một set luôn. Rồi em lên giá siêu rỉ đầu like cho mình luôn nha. Đó, hàng này hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu nha mấy chị nha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi. Đó, đang bán là 170-180 một set như thế này, em lên giá siêu rỉ đầu like cho mình luôn. Tương tác lên giúp em nha. Tương tác lên giúp em nha mấy chị ơi. Bộ này chị nào thích thì comment lên giùm em nè. Bộ này 40kg. Cái áo giller này thoải mái rồi nè, nhưng mà chủ yếu là cái áo ren bên trong. Áo ren bên trong 40kg đến tầm 56-57kg là mấy chị mặc vừa. Nguyên một bộ như thế này luôn. Em lên tặng đầu like cho mình, giá là 95.000 nguyên bộ nha mấy chị nha. Hàng này 100 mấy lần. Rồi 95.000 nguyên một bộ. Chị nào lấy cái này comment lên giúp em làm mẻ số 1 nha mấy chị nha. Mẻ số 1 95.000, áo ren phối lại áo len, áo giller len bên ngoài nha. Lên giùm em chị nào thích mẫu này, lên cho em là mẻ số 1 95.000 ti kích một set nè. Mẻ số 1 em có màu đen nữa, chị nào thích đen comment lên cho em là màu đen nha. Bao giá luôn mấy chị ơi, rất là rẻ luôn, 95.000 giúp em, 40 đến tầm 56-57kg mang vừa. Có màu đen nữa nè. Rồi, màu đen luôn nha. Xinh lắm lắm luôn mấy chị ơi, màu đen nữa nè. Bao xinh luôn. Rồi, chia sẻ like, tương tác like giúp em nha mấy chị nha. Màu nâu cho chị Liên Kim màu nâu. Màu đen với là màu nâu, hai màu lên giúp em nha. Đen, nâu, hai màu. Cái này em còn có hai bộ à, không nhiều. Đen nâu. Rồi mẻ này chị nào thích mẻ này lên giúp em là mẻ số 2. Mẻ 2 nha mấy chị ơi. Mẻ này éo ghi lên của nó sẽ khép cái mẫu kia. Đó nè. Trời ơi xinh lắm luôn, mấy chị mua về xong mấy chị có thể tách rồi ra mặt cũng được luôn nha. Mẫu này lên giúp em là mẻ số 2. Mẫu này khép, khép mấy cái mẫu kia nè. Mẫu này thì ở trong éo của nó sẽ cột nơ. Éo trong là cột nơ. Em cũng tính rỉ đầu like giá là 95.000 nha mấy chị nha. 95.000. Rồi áo này bên trong của nó sẽ là cột nơ, bên ngoài cũng kìm một cái áo giller giúp em nha. Đây. Trời ơi, mẻ này lên giùm em là mẻ số 2 nha mấy chị nha, mẻ số 2. Trời cái này mấy chị tách rồi ra mặt thoải mái luôn, nghĩ sao có 95.000 nguyên bộ này. Mấy chị tách ra mặt thoải mái luôn giúp em nha, mẻ số 2. Xích đen cho chị Lâm Tuyết Minh. Rồi cái này lên giùm em là mẻ số 2 nha mấy chị ơi. Đẹp lắm lắm luôn, cái này lên giúp em là mẻ số 2. Đây nha, mẻ 2 nha mấy chị. Tắt rồi ra mặt thoải mái đó. Rồi mẫu này lên giùm em mẻ số 2 nha. Chị nào khách cũ của em, chị nào mà đổi địa chỉ thì nhớ béo em trên like luôn nha mấy chị nha. Em lấy địa chỉ luôn rồi. Rồi cái mẫu này giống như hôm trước nè. Mẫu này là giống như hôm trước em có like rồi mà quần dài á. Quần dài hôm nay là em quần dài á mấy chị. Bây giờ là em xốp một set đùi như thế này nha. Xốp một set đùi. Coi lại áo trắng cột nơ đi. Ok chị Hải Vy Nguyễn nha chị ơi. Chờ em chút. Chờ em xíu em chia cái sĩ like á. Em thấy ít hơn người coi. Chờ em xíu nha.
Cái đó là áo màu kem á chị, không phải màu trắng đâu, màu màu kem á. Màu kem. Cái này đúng không chị? Hồi tròn. Ok chị, hồi tròn quần đùi nha chị. Quần đùi. Quần đùi nha, 115 là giá em để sale rồi, quần đùi. Đẹp lắm luôn. Rồi chia sẻ like lên giúp em nha. 115 nha mấy chị nha. Như còn một bộ cuối cùng luôn. Tương tác chia sẻ like lên giúp em. Rồi em lên mẫu này cho mình. Dạ ok giờ hồi tròn. Cái này em cũng còn một bộ cuối cùng luôn, em siêu rẻ cho mình luôn nè mấy chị ơi. Quần này phía sau sẽ có lưng thun. Đó, quần này phía sau nó có lưng thun nè, đi vào là áo. Rồi, cái này đúng đẹp luôn. Cái này em siêu cho mình còn bộ cuối cùng. Siêu còn 105 ngàn. Còn một bộ cuối luôn mấy chị ơi, rất là xinh luôn nè. 105, cái này hàng rất là xịn nha. Lên váy hoa đi rồi, ok chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị hồi tròn. Rồi, 40 đến tầm 55 ký mấy chị mang vừa nha. Chim là bộ 105. Tinh lắm luôn mấy chị ơi, tách rời ra mặt thoải mái hết luôn nha. Quần dạng quần ngố, quần ngố phía sau có lưng thun. Rồi áo của nó là như thế này đây mấy chị ơi. Lên giúp em là bộ 105 nha, 105 ngàn. Để em lên lại cái zip nơ hồi nãy cho chị Hải Vy Nguyễn coi nha. Đây. Trời, em thấy cái mẫu này quá đẹp luôn mấy. Em nói thiệt luôn á, cái này người ta đang bán 170-180 một bộ. Em bán có 95 ngàn, bán tương tác đầu like cho mình. Mẫu này chị nào lấy lên giùm em mã số 2. Nguyên bộ đây nha. Form này 40kg đến 60kg mang vừa, lên giúp em mã số 2. Rồi lên giùm em mã 2 nha. 40 đến 60kg là mặt vừa luôn mấy chị. Tách rồi ra mặt thoải mái giúp em mẫu này. Lên em mã số 2 giá là 95 ngàn mã 2. Len này dạng như len, len gọi len gì quên rồi ta, len thần. Rồi đây nha, mẫu này lên giúp em là mẻ số 2 nha mấy chị ơi, mẻ 2 có một bộ à. Lên giúp em là mẻ 2. Rồi em lên mẻ sơ mi trắng này, hàng xịn luôn nè, hàng Quảng Châu rất là xịn luôn. Mẻ 2 em chốt chị Hải Vy Nguyễn. Bộ em mang là đang sale còn có 75 ngàn à mấy chị ơi. Cái này đẹp lắm luôn, hồi nãy em lọc đọc em like quá, em chưa có ủi cái form nó ra, mới lấy ra cái mặt lên luôn nó hơi nhăn. Còn mấy chị chịu khó ủi cái form ra, đẹp lắm luôn nha. Chỗ này nó sẽ khuyết hai bên của mình nè. Rồi sơ mi đây lên giúp em nè, sơ mi. Sơ mi hàng Quảng Châu luôn, em lên giá rỉ đầu like cho mình. Lên giá siêu rỉ đầu like cho mình cái mẻ sơ mi này luôn nha. Rất là kỹ luôn, trong cái bịch đồ nó có một cái túi hơi hút ẩm nữa nè. Xịn lắm lắm luôn nha mấy chị ơi, một cái dây, một cái khăn. Đẹp lắm luôn nè. Hàng Quảng Châu xịn luôn giúp em mẻ này nha. Rồi, trời ơi, xịn, xịn cực kỳ luôn. Mẫu này em tính cho mình giá là 99 ngàn. Là em tính giá còn rỉ hơn giá em nhập vô luôn. Hàng Quảng Châu xịn như thế này nha, nhập vô 100 mấy rồi á. Rồi 40kg đến tầm 56 57 ký mấy chị mang vừa. 40 đến 56, 57 ký mang vừa, lên giúp em là trắng, giá em bán cho mình là 99 ngàn. Hàng Quảng Châu xịn luôn nha mấy chị ơi. Rồi lên giúp em là trắng 99 ngàn màu trắng đó nha. Đó túi của nó nè mấy chị ơi, hàng này rất là xịn, rất là đẹp luôn, em nhập trăm mấy rồi đó. Rồi lên giúp em là trắng nha, 99 ngàn màu trắng. Đây nha mấy chị ơi, hàng Quảng Châu xịn luôn. Tương tác chia sẻ like lên giúp em nha. Trắng 99 ngàn mẻ sơ mi trắng. Rồi sơ mi trắng 99 nha. Cái phần này nè mấy chị, phần này đó nó nổi lên như thế này nè, rất là xịn và rất là đẹp luôn. Sơ mi trắng nha, hàng Quảng Châu luôn, xịn đẹp vô cùng, kèm khăn giúp em. Rồi chị nào lấy cái này lên em là trắng 99 ngàn màu trắng. Chị Tuy Kích trắng 99. Trắng 99 ngàn giúp em nha mấy chị ơi. Mấy chị nhận hàng đi sẽ biết luôn. Rồi nó xịn ơi là xịn luôn, dùm em mẫu này nha. 99 ngàn lên với em là trắng 99. Trắng 99 nha mấy chị nha, trắng 99 ngàn.
giùm em cái bộ này màu đen 40kg đến 60kg là mấy chị mang vừa, mẫu này là đuổi xịn luôn, hàng đuổi xịn luôn nha. Mẫu này em cũng xem mình còn 115.000, 115 nha mấy chị nha. Trong váy có lốt quần bên trong đó, trong váy này nè nó sẽ có lốt quần bên trong, đẹp lắm, có lốt quần bên trong giúp em nha. Vậy áo rồi 40kg đến 60kg mình mang vừa, vải là vải dạng vải đuổi xước, lên giùm em là đen 115, rồi đen nha mấy chị nha, đen giá 115.000, màu đen. Rồi chị lấy đen 115, mấy chị chốt lên giúp em là đen 115 nha. Chuẩn bị vài ngày nữa là em về hàng mới nhiều lắm luôn á, mà đang dịch á nên vận chuyển nó rất là lâu luôn. Đen ở chị Thanh Dương 115. Rồi đầm này em xem mình còn 59.000 nha mấy chị nha. Cho em là đầm 59, đầm lụa satin. Chị Thanh Dương cho em địa chỉ luôn nha. Thanh Dương lên giúp em địa chỉ luôn. Rồi đầm lụa satin 40 đến tầm 55, 56 cái mấy chị mang vừa, cho em là đầm 59. Đầm gấu nha mấy chị nha. Đầm gấu 59.000, lụa satin. Lên giúp em là đầm 59. Thanh Dương đem địa chỉ. Rồi đầm gấu 59.000 đầm gấu nha mấy chị nha. Rồi bộ này gấu 59 đó chị Thi Tiếp. Rồi bộ này em tính cho mình giá 65. Trời, bộ này đẹp lắm. Bộ vàng 65, à lấy vàng 65 cơ mình lên giùm em nè. 40kg đến 60kg men vừa. Vậy em cảm ơn chị Thanh Dương. Rồi phía trước là nó sẽ có phối riêng như thế này nha. Lên giúp em là vàng, em sale còn 65.000. Quần có may túi luôn, quần có may túi luôn như thế này nha mấy chị. 40 đến 60 mang vừa cho em là vàng 65. Vàng 65 nha mấy chị ơi. Chị Trần Hương lấy vàng 65. Tiểu Thư này đây mấy chị ơi, mẹ Tiểu Thư nha. Đầm Tiểu Thư xịn gơ luôn chưa? Em xin cho mình mẫu này còn 115.000. Vàng vàng hết rồi chị Ngọc Trân ơi. 40kg đến tầm 52kg mấy chị mang vừa, hàng Quảng Châu. Cái đầm này xịn ơi là xịn luôn này mấy chị ơi. Rất rất là xịn luôn giúp em nha. Chị nào lấy lên giúp em là trắng. Trắng nha mấy chị, trắng 115, 40 đến tầm 52kg mình mang vừa. Trời ơi, cái đầm này xịn lắm. Cái đầm này rất là xịn luôn nha. A lấy mình lên giúp em nè. Đẹp luôn. Đó. Nút là nút ngọc phía trước như thế này nha mấy chị nha. Lên giúp em là trắng 115. Tiểu Thư sang cực kỳ luôn. Mẻ này 165, em siêu còn 115 nè. Sót đúng hai cái cuối cùng. Rồi đây nha mấy chị nha. A lấy trắng thì lên giúp em là trắng nha. Đây siêu 115. 115 màu trắng. Quần legging dài á, hôm trước có mấy chị nhắn tin cho em béo hết thì em sốt mấy cái nè. Quần legging dài em sốt còn 4 cái này, chị nào bữa hỏi em mà em béo hết em quên không nhớ ai luôn. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. Quần đùi sốt luôn kê em hết rồi nha, chị Vân vớ vẩn em hết rồi. Rồi cái này bao nhiêu ký mặc cũng được hết luôn nè. Quần legging hàng Quảng Châu bao nhiêu ký mấy chị mặc cũng được hết, 79.000. Em còn sót đúng 4 cái. Giờ lấy chốt lên em là quần nha, quần 79. Quần này mặc đẻ lắm luôn, ai mặc cũng được hết, bầu bì mấy chị mặc cũng được hết luôn. Siêu co giãn luôn nha, bao nhiêu ký mặc cũng được hết. Giá là 79.000, có hai túi hai bên, vải dày dặn, không có sợ bị xù lông, bị nhão nha mấy chị nha. Siêu co giãn luôn, lấy với em là quần 79. Legging dài nha. Mẫu này em sẽ có loại đùi là 60.000 và loại ngố là 65 luôn. Chị nào muốn coi thì nói em nha, em lên cho mình coi mẫu. Rồi, dài là 79.000 nha mấy chị nha. Còn đùi là 60 và quần ngố là 65.000 quần ngố. Rồi chị nào lấy lên giúp em nha, quần 79. Trời ơi cái mẫu này. Rồi form nhỏ giùm em nha, size S. Bộ này size S em là đen 65. Chân váy có xỉ phía sau,
và đi với áo nè. Bộ này em đang xin mình giá 65.000 size S nha mấy chị nha, size S thì nào nhỏ nhỏ người em mang được. Đây. Rồi 65.000 size, bộ này mặc đẹp lắm nè. 65.000 size S giúp em nha. Ai lấy cái này cho em là đi ăn 65 size S. Size S nha mấy chị nha, trong váy dáng chào quen gối có sỉ phía sau đi với áo. Size S giùm em nha, 65.000. Lo như là mẹ đi ăn 65, lo như là mẹ đi ăn 65 nha. Cái này sót lại nè. Đen 65 cho chị Kim Thon. Áo đẹp nè. 59.000 giúp em nè. Chị Kim Thon cho em địa chỉ luôn nha. Áo vài đuổi suốt, bây giờ nhớ mẫu này không? Em sót lại một cái nha. 55-56kg đồ loại men vừa, phía sau có bo thun. Cho em mẻ này là đen 59.000 màu đen. Đen 59 nha mấy chị, đẹp lắm. Em lấy ra cái nó hơi nhăn á, vải này lên form bao xinh luôn. Em sót lại nè, đợt trước không có đủ hàng là bán luôn. Sót lại cái siêu còn 59.000. Chị lấy đen 59 chốt lên giúp em nha. Đen 59.000 màu đen. Kim Thân đen địa chỉ. Dạ rồi, em cảm ơn chị Kim Thân. Xinh xắn luôn, trời ơi rất là dễ thương, màu đen nè. Lên giúp em nha mấy chị ơi, mẻ số 5. 40 đến tầm 55 kg, 40 đến tầm 55 56 kg men vừa chị em là 95.000 ơi. Lên giúp em là bộ 95. Bộ 95 là giá em đang sale nha mấy chị ơi. Bộ 95 em đang sale nha, quần đi với áo luôn nè. Rồi lên giùm em bộ này giá em đang sale còn 95.000 thôi, rất là rẻ và đẹp luôn nha mấy chị nha. 40 đến tầm 55 kg là men vừa. Có đẹp không? 40 đến 55 kg men vừa nha mấy chị nha. Lên giúp em là bộ này nguyên bộ luôn, mặc lên cực kỳ dễ thương luôn á, sale còn 95.000. Rồi lên em là bộ 95 nha mấy chị nha. Bộ 95. Bộ 95 giúp em nha. Áo này cho em là áo 39. Áo 39.000 nha mấy chị nha. Áo 39 40 đến 60 kg men vừa, bộ 95 chú chị Ti Kit. Rồi lên giúp em là áo 39 nè, 40 đến 60 mặc vừa hết luôn nha, cổ yếm. Cổ yếm nha mấy chị, tè sau dài hơn tè trước. Rồi, tè sau dài hơn tè trước giúp em nha. Lên giúp em là áo này giá là 39.000 mấy chị, phối với lại quần màu trắng á, dễ thương lắm. Rồi đây nha. Lo em là áo 39 nha mấy chị nha. Áo 39.000. Lo em là áo 39. Áo 39 cho chị Lê Trân nè. Áo 39 đó chị Phượng Ruby. 39 đó chị Phượng Ruby. Rồi bộ này em còn bộ cuối cùng em sale còn 95. Bộ này em có để lại bộ này, mặc lên xinh xỉu luôn. Trời ơi, xỉu luôn mấy chị ơi. 40 đến tầm mà chân váy có lớp quần bên trong, 40 đến 55 kg vừa. Lên em là bộ 95, mấy chị lấy bộ này đi, dễ thương lắm. Lên giùm em nha, 95.000 nguyên bộ, chân váy lớp quần bên trong, vải xịn lắm, co giãn nhiều. Áo khót nè. Dây kéo nha mấy chị, dễ thương lắm luôn. Rồi lên em là bộ, rồi lên em là bộ 95, hàng rất là xịn, hàng Quảng Châu. Hàng này 155 siêu còn 95 nè, rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm, cái này lên form chọn dễ thương lắm luôn. Mặc xong một men dạng dày, mấy đôi dạng bt rồi á, dễ thương lắm. Lên giúp em là bộ 95.000 nha, vải siêu đẹp luôn á. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, 40 đến 55 kg vừa nha. Lên giúp em là bộ 95.000. Bộ 95. Bộ 95 nha, biết này cho em giá 75.000. 95 cho chị Nhung Lê nè. Vải tuyết mưa. Vải tuyết mưa nha mấy chị ơi,
size này là size form 40 đến tầm 52 cái men vừa bãi tuyết mưa chim là đỏ 75. Phối thêm bờ rê màu đen bên trong nữa xinh lắm luôn. 40 đến tầm 52 cái men. Size S mấy chị ơi, size S nha. Bộ này size S à, 75.000 vải tuyết mưa giúp em. 75.000 vải tuyết mưa mấy chị, phối thêm cái bờ rê màu đen hoặc là áo ống màu đen bên trong là siêu xinh. Size S nha. Dưới 50 kg. Lên giúp em là đỏ 75 nha mấy chị ơi. Lên giúp em là đỏ 75. Đỏ 75 nha. Tiếp đó còn chị Duyên vừa không ta? Để coi thử em coi cái vừa không. Rồi lên giùm em cái này nè mấy chị ơi, cho em giá 50.000 thôi. 50 nha, vàng 50, Babydoll vàng 50. Rồi 40 kg nó tầm 56, 55-56 cái men vừa. 55-56-57 cái men vừa chim là vàng 50, 50.000. Vàng 50 giúp em nha, vải đẹp lắm. Xót lại mấy chị ơi, đeo xinh luôn. Chim là vàng 50 nha, Babydoll cái này bầu bì bon chen được. Bầu bì bon chen được nha. Lên giúp em là vàng 50. Vàng 50 nha mấy chị ơi, vàng 50. Vàng 50 giúp em nha, chị nào lấy vàng lên em là mẻ vàng 50. Bộ này bây giờ mùa này mấy chị mua được rồi nè. Cái này là nguyên một set của nó luôn, gồm một cái chân váy da. Chân váy da có lót quần bên trong. Bộ này bây giờ mua được rồi nè, vàng 50 thì tuy kích. Bộ này bây giờ mua mặc mùa lạnh được rồi. Chân váy da có lót quần bên trong nè. Đi với lại một cái áo màu đen tay dài. Trời xinh không? Đây, một áo màu đen tay dài giùm em nha. Màu đen tay dài, một cái áo. Trời, hai dây ngồi nữa. Trời, xinh xỉu luôn. Rồi em xem mình còn 105. 40 đến tầm 52 cái men vừa. Áo hai dây là có mút ngực luôn á. Trường hợp với chị không thích mặc màu đen bên trong á, chị mặc không cái áo da này với lại quần rin đồ cũng dễ thương nữa. Nguyên một bộ là 105 giúp em nha. 40 đến tầm 52 ký vừa. Lên giúp em là đen 105, ship 3 món. Ship 3 món nha, đen 105, 52 ký lại men vừa nha mấy chị ơi. Lên giúp em là đen 105 nha. Một lý năm cho chị hạt bụi nhỏ. Một lý năm cho hạt bụi nhỏ. Đầm nơ đem xốt là hai cái này cho em mẻ đầm nơ. Lên giùm em mẻ đầm nơ, em siêu cho mình còn 115.000 luôn nha. 115 đầm nơ. Đây. 40 đến tầm 52, 53 cái mấy chị men vừa. 40 đến tầm 52, 53 cái men vừa. Áo đang mang, em đang mang là nguyên một bộ và đang siêu có 75 thôi nha. Dịch Thúy Vy ơi, có màu trắng nữa. Nguyên một bộ luôn đang siêu 75, hàng 135 em siêu còn 75.000 thôi. 40 đến tầm 55. Không, 40 đến tầm 53-54 cái vừa nha. Quần này ở sau có lung thung. Rồi lên em là Kero 115. Kero 115 nha mấy chị nha. Nơ to phía trước nè. Tầm 52-53 ký mấy chị mặc vừa. 52-53 ký đổ lại là mang vừa nha. Chim mẻ nơ 115 hàng đẹp lắm. Nơ nha mấy chị nha. 115 mẻ nơ. Bộ em mang là có màu trắng đó nha. Vả đẹp mà em siêu rỉ. Màu trắng này, cái hàng này hàng đẹp lắm luôn mà em thích siêu rẻ gì á chứ không phải vải xấu đâu nha. Có màu trắng nữa này mấy chị ơi, 75.000, 40 đến 53-54 cái vừa. Cái quần không mình đi mua cũng 95.000 rồi. Nào. 52 cái mặt vừa nha Thúy Vy. Màu trắng, màu đen hai màu giúp em, quần này lưng siêu kem, mấy chị mặc đóng thùng mấy chị mặc xẻ ra cũng được luôn, nguyên bộ đang siêu còn 75.000. Rồi 40 đến 53-54 cái vừa giúp em nha. Trắng với đen hai màu vải đẹp lắm.
Màu trắng, màu đen, hai màu 75 nha. Lên giúp em 75 ngàn kèm màu. 52kg vừa nha. Lên em là 75 ngàn kèm màu. Màu đen hả chị Thúy? Thúy Bi màu đen 75. Cho em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Lo địa chỉ số điện thoại luôn chị ơi. Quần này vải tuyết mưa. Form này 55-56kg đổ lại vừa. 55-56kg lại mang vừa nha mấy chị ơi. Lưng siêu keo luôn. Lưng siêu keo, quần này đang siêu còn 75 luôn nè. Lo giúp em là quần 75. 55-56kg lại mang vừa. Lưng này lưng siêu keo luôn nha. Keo lắm. Quần bít ghi. Quần bít ghi lưng siêu keo giúp em nè mấy chị ơi. Hai túi hai bên. Rồi hai túi hai bên nha, lưng siêu keo luôn. Lên em là quần 75. Vải tuyết mưa dày dặn, không có sợ mỏng, không có sợ lộ. 75 ngàn quần tuyết mưa 75. Chị Thúy Vy đi địa chỉ số điện thoại luôn nha. Dạ rồi ok chị nè, Khánh Sơn, Khánh Hòa. Bảy lăm cho Bùi Hiền, bảy lăm cho chị Bùi Hiền nè. Quần đẹp lắm, em nói thiệt á, nói gì lấy quần này đi. Bảy lăm chị Bùi Hiền. Lên em là áo hồng nha, áo hồng. Áo hồng nè mấy chị ơi, 49 ngàn dùm em luôn. 40kg đến tầm 55kg mấy chị mang vừa cho em là hồng 49. Quần đó có một màu nha Trân, một màu trắng à. Rồi lên giúp em là áo 49 ngàn. Em siêu rỉ lắm luôn mà vải đẹp nha. Hàng của Bon nè. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, cho em là hồng 49. 40 đến 55kg vừa, dễ thương lắm luôn. 55-56kg đô lại vừa nha. Lên giúp em là áo 49 ngàn. Áo 49 nha mấy chị nha, 49. Chị Thanh Dương áo 49. Thanh Dương áo 49 nè, em hết con cái à. Lên giúp em mẹ trắng này luôn. Rồi cái này đẹp mặt lên cưng lắm nè. Áo trắng vải rất là đanh co giãn nhiều, 40kg đến 56-57kg mấy chị mang vừa hết luôn cho em là trắng 50 nha, trắng 50 ngàn, đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm luôn, trắng giùm em nha. 40 đến tầm 56-57-58kg mang vừa luôn, siêu co giãn vải đẹp lắm luôn. Lo với em là trắng nha, 50, trắng 50 nha mấy chị ơi, đẹp lắm, trắng 50. Đầm hoa 75 ngàn. Baby doll hoa lên giúp em là hoa 75. Áo 49 hồi nãy em hết rồi, em còn màu trắng à, màu trắng 50. Lên giúp em là hoa nè mấy chị ơi, hoa 75. 40kg đó tầm 56-57kg mang vừa. Đầm form rộng hồi chị, form rộng có 40 đến 56, 57 cái men vừa, cái này bầu nhỏ bông chen được. Lên giúp em mẻ hoa nha, 75 ngàn mẻ hoa. Hoa 75, 55, 56 cái lại men vừa. Form baby doll cái này bầu bì mà chị bông chen được nè. Lên giùm em là hoa 75 nha. Hoa 75 ngàn mẻ hoa. Hoa 75 nha các chị ơi. Bộ nhung lo giúp em là nhung nè, rồi một cái áo khoác nhung đi với là một cái chân váy, em là nhung 75 luôn nha, nguyên bộ. 57-58kg mang vừa, 57-58kg mang vừa cho em là đen, đen 75 nguyên bộ luôn nè. Hoa 75 cho chị Bùi Hiền. Lo giùm em là nhung đen mấy chị ơi, 75 ngàn nguyên một bộ luôn á, gồm áo khoác, áo khoác nha, áo khoác với lại chân váy luôn. 75 ngàn nguyên bộ khoác với chân váy.
trong váy này phía sau có lưng thun giúp em. Rồi đây nha, 75.000 nguyên bộ nhung. Mấy chị nếu như không thích mặc trong váy, mấy chị lấy cái này khốt cũng được luôn nè, xinh lắm luôn. 75 nha, màu trắng 50 cho chị Như Ngọc. Áo trắng 50 cho chị Như Ngọc. Em quần đen là quần lẻ mấy chị ơi, quần đen nha, 40kg đến 60kg mang vừa cho em là quần đen 65, quần 65 mấy chị ơi, quần 65.000, 40 đến 60kg là mặc được hết luôn á, cho em là quần 65 nha, quần 65 màu đen, lưng thun dễ mặc lắm luôn, rồi lên với em là quần 65 màu đen. Em sale luôn cho mình nè, 40kg đến 60kg mang vừa, áo có cổ nha, 65.000 luôn mấy chị ơi. Lên với em là áo 65 luôn, 40 đến 60kg mặc vừa, lên với em là áo 65.000 nguyên một đâu, áo 65 nha, 40 đến 60 mang vừa. Quần đùi lưng kem còn size nhỏ à chị ơi, quần đùi lưng kem đang sale 59.000 mà em còn size nhỏ à. Này 65 nha mấy chị, quần này 65 nè. Quần này đang sale 59.000, em còn size S và size M hai size. S với M hai size nha, lên giùm em là 59.000 kèm màu kèm size, có màu đen, màu trắng và màu kẹp phôi sữa, S với M hai size giúp em nha. Đây. 59.000 kèm màu kèm size, màu kẹp phôi sữa, màu trắng, màu đen, ba màu luôn. Kẹp phôi sữa trắng đen ba màu giúp em nha. Lưng keo lắm, 59.000 kịp màu kịp size. Rồi trắng đen kẹp phôi sữa ba màu nha, lấy em là quần 59.000 nha mấy chị ơi. 59.000 kịp màu kịp size. Đó, trắng đen kẹp phôi sữa. Trắng đen kẹp phôi sữa nha. Quần chip nam em còn sót lại mấy lố à. Quần chip nam em còn size 3XL là tầm. Quần chip nam nha mấy chị ơi, cái này bữa trước em bán là 115.000 một set 5 cái. Bữa nay em còn sót lại 2 set à. 1 2 3 4 5. Em còn sót lại 2 set quần chip nha, em tính cho mình giá là 95.000 một set 5 cái. Chị nào lấy thì mình chốt lên giúp em nè, chip nam. Còn vải này dạng như là mặc rất là mát luôn nha mấy chị ơi, mát lạnh luôn. 95.000 một set 5 cái giúp em nha. Chip nữ em đang về hàng, hiện tại chưa có. Lo giúp em là chip nam là 95.000 5 cái, em sót 2 set à. 5 cái 95 nha, chị nào lấy mình chốt lên giúp em. Tông màu nhẹ nhàng không à. Chip nam 95 cho chị Lâm Tuyết Minh. Một set nè. Chị nào lấy chip nam chốt lên giúp em nha, 95.000. Chip nam 5 cái 95 nha mấy chị, em còn một lố nữa, chị nào lấy lên giúp em nha. Rồi đầm này em xin cho mình còn 75 luôn, cho em là mẻ hoa 75, 40 đến tầm 55 cái mang vừa. 40 đến 55 cái mang vừa nha, lên với em là hoa 75. Hoa 75 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy hoa 75 lên giúp em là mẻ hoa. Mẻ này đang siêu còn 75.000 von 2 lớp. Von 2 lớp luôn nha, von 2 lớp luôn á, đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị ơi, lên giúp em là hoa 75. Hoa 75 nha. Hoa 75.
Rồi đầm này siêu còn 75 luôn, 40 đến 55 56 cái vừa. 40 đến 55 56 cái men vừa, trơn đơn giản, dễ thương lắm mấy chị ơi. Cho em là mẹ đầm 75 nha, đầm màu da 75.000, 40 đến 55 56 cái men vừa. Rồi đầm da 75 nha mấy chị ơi, da 75. Nó có hai cái túi hai bên à. Hai cái nút hai bên dễ thương lắm. Lo giúp em là da 75. Da 75 nha. Rồi bộ này 50 mấy chị ơi, cho em là bộ 50. Có muốn ngực dạng một cái đầm baby doll đi kèm một cái quần. Một cái đầm baby doll đi kèm một cái quần nha, 55 56 cái lại men vừa. 75 màu da cho chị Bùi Hiền. 75 da chị Bùi Hiền. Lên em là bộ 50 gồm quần nè, 55 56 cái lại men vừa nha, quần với một cái đầm. Quần đi với một cái đầm như thế này nè. Có muốn ngực luôn. Cho em là bộ 50.000, dễ thương lắm mấy chị ơi, bộ 50 nha. Bộ 50 cho Huyền Diệu nè. Khách khách cũ của em chị nào đổi địa chỉ thì báo em trên line luôn nha. Cho em đỏ chip nam giữ ship khi nào về quần chip. Rồi ok em nàng hồ nha. Chip nam nè, ok nàng hồ. Bộ 50 nãy em hết rồi. Rồi, chiếc nem trên đèn hồ. Gửi đơn ok em Huyền Diệu. Lên với em này đỏ mấy chị ơi, đỏ 39.000. Baby doll đỏ nha, 40 đến tầm 55 56 kg vừa. Ok em nha nàng hồ, để chị giữ cho. Giờ chiếc nữ xong rồi đi đơn luôn. Rồi ok em nha, nem 95. Rồi lên em là đỏ B9 baby doll này, 40 đến 55 56 cái vừa nha mấy chị ơi. 40 đến tầm 55 và 56 cái mình men vừa nha, chim là đỏ B9. Baby doll đỏ 39.000 nha mấy chị ơi. Rồi đầm 2 dây, body màu vàng 2 dây. 40 đến tầm 55 56 57 cái men vừa. 40 đến tầm 55 56 57 cái men vừa nha. Chốt lên giúp em là vàng 39 luôn nha. Vàng 39.000, dạng nó thun thun lạnh đó mấy chị ơi. Thun lạnh đó, rất là co giãn luôn nha, body. 39.000 56 57 58 kg độ lại men vừa luôn. Lên giúp em là vàng 39.000. Vàng nha, màu vàng 39.000 màu vàng. Vàng B9 cho Trần Hồng Vân nè. Chị nào đổi địa chỉ nhớ báo em luôn nha. Vàng B9 Trần Hồng Vân ok nè. Bộ nâu đem kêu mình còn 115.000 mấy chị ơi. Nâu 115 giúp em nha. Bộ baby doll cổ là cổ thêu luôn, dễ thương, bộ này mặc dễ thương lắm luôn. Em siêu còn 115. Vĩnh Hòa, rồi nhắn que giúp chị nha Trần Hồng Vân ơi. Nhắn que giúp chị nha. Rồi chế út lấy đỏ 39.000. Chế út lấy đỏ B9. Rồi lo giúp em làm màu màu nâu nha. Chua chua luôn chị Kim Hồng ơi. Dịch bây giờ thường thường hàng rất là nhanh luôn. Bây giờ em đợi lâu lắm. Bây giờ hàng mà ví dụ những cục hàng mà to 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 beo beo lâu nhận được lắm. Lo giúp em là lo giúp em là nâu 115 đang tiêm nha. Chế út đỏ B9 nè.
địa chỉ luôn nha. Địa chỉ là cửa Tây Dương Khánh đúng không chị ơi? Cửa Tây Dương Khánh đúng không? Nếu như mà đổi địa chỉ rồi béo em nha chứ Út. Rồi xếp màu trắng này em nè. Màu trắng nha mấy chị ơi, 125 giúp em nè. Trắng tiểu thư 125. Trời ơi cái xếp này cưng xỉu luôn. 55-56kg đó lại mấy chị men vừa. Cho em lại trắng 125 nha. Xếp đang mặc là đang siêu 75 nha chị Thảo Ngon. Có màu trắng nữa. Em đang mặc là 40 đến tầm 53-54kg men vừa. Đen với trắng hai màu đang siêu 75 nha. Rồi cho em lại trắng này 125 nè mấy chị ơi. Phía sau có lưng thun, quần là vải tê á, quần là vải tê nha, lưng siêu keo luôn. Cái mẫu này mấy chị mua về xong mấy chị tách rồi ra mặt cũng được nha. Đi với áo tiểu thư màu trắng luôn nè. Đó, lên giùm em này trắng 125 nha. Tiểu thư này mặc lên sang xỉu luôn á, lên giùm em này trắng 125. Rin ôm em còn size nhỏ à chị Nguyễn Mỹ An ơi. Còn size S với size M à chị à. Còn S với còn M nha. Rồi màu trắng em mặc đây nè, 40 đến 53-54. Vải đẹp lắm luôn nha, cái này em thích siêu rẻ gì đó chứ không phải vải xấu đâu á chị ơi. Quần nè. Đó. 75.000 nha, màu trắng màu đen hai màu. 40 đến tầm 53-54 với men vừa. Màu trắng với màu đen, áo này phía sau cũng có dây kéo nha, còn quần phía sau có lưng thun, ở trước là gài nút. Rồi giúp em. Bộ vàng này em siêu còn 105 nha mấy chị ơi. Bộ vàng này nè, hàng 155 á, siêu còn 105 nè. Bên trong nó có một lớp lót bên trong nữa nè, đẹp không? Vàng dập ly 105 giúp em nha. 55kg loại men vừa. Rồi lo dưới là vàng 105 đen mặt. Địa chỉ inbox vậy rồi nhắn qua giúp em nha. Rồi cho em là vàng 105 nha mấy chị ơi. Vàng 105 nha, dập ly nè. Bộ này bộ bíp lum. Dập ly nha, 105 màu vàng. Body để em siêu cho mình còn 75.000, 40 đến tầm 56-57 cái men vừa, body 2 dây. Em có màu da với màu hồng hai màu. Size M70-71 vừa nha chị Nguyễn Mỹ An. Vừa chị. Để em lên mẫu cho. Body 75.000 kèm màu nha mấy chị ơi. Em có màu da với màu hồng hai màu, 40 đến 56-57 cái men vừa nha. Hồng với da hai màu. Size sale còn nha chị Thảo Ngon. Lên giúp em là màu hồng với là màu da hai màu mấy chị ơi. 75.000 kìm màu nha, có xỉ luôn nè, hồng với da hai màu, 40 đến 56-57 với men vừa. Cho em hồng 75, da 75 nha. Hồng 75, da 75. Riêng em còn size M là đang siêu 125. Chị đã lấy chốt lên giúp em nha. Còn hai cái size M. Còn hai cái size M nha mấy chị ơi. Ai lấy lên giùm em nè. Hello Nguyễn Thị Thu Hiền. Lên giúp em là quần size M đang siêu 125 nha mấy chị nha. 125 quần size M siêu 125. Đây nha mẫu này siêu 125 quần size M.
Báo nguồn ôm là em có loại này thôi à, 12501. Rồi mấy chị chờ em xíu nha. Có một mẫu, đúng rồi chị Nguyễn Mỹ An, cái mẫu đó em có một mẫu à. Size 125 á, có một mẫu à nha chị. Cái đầm đầm dập ly này em đây size 115, có màu hồng với lại màu xanh lá hai màu. Dập ly nè. Dập ly này một một đây size 115 nha mấy chị, hồng với xanh lá hai màu. Tiếp này dập ly von 2 lớp luôn nào. Cái này von 2 lớp giùm em nha. Em có màu vàng còn lại, em còn sót lại mỗi màu có một bộ à. Vàng, màu xanh với màu trắng ba màu, sale còn 95 ngàn một bộ. Chị nào lấy chốt lên giúp em nha. 40kg đến 60kg mang vừa, 95 ngàn kèm màu. Màu vàng nè, màu vàng nha mấy chị nha, màu vàng. Màu xanh với lại màu trắng xanh rêu á, màu xanh rêu. Màu xanh này, màu xanh nó ngồi đậm hơn lai xíu nha, màu dạng màu xanh bơ á. Ở ngoài nó sẽ đậm hơn trong lai một chút. Rồi. Xanh bơ nha mấy chị nha, với màu trắng với em 95 ngàn kìm màu. Rồi với màu trắng luôn mấy chị. Lo giúp em là 95 ngàn kìm màu nha. Quần nó sẽ may 2 lớp, áo nó cũng có lót một cái lớp phía trên cho mình nè, không có bị sợ lộ. Rồi lo giùm em nha, 95 ngàn kìm màu. Xanh bơ cho Trần Hồng Vân, xanh bơ. Em còn màu trắng, màu vàng nha mấy chị ơi, đang sale có 95 à. Còn trắng còn vàng sale 95, chị nào lấy chốt lên giúp em nha. 95 trắng, 95 vàng. Rồi trắng vàng hai màu. Này siêu còn 115. Trời cái vải xịn xỉu luôn mấy chị ơi, vải này nhận hàng ghiền luôn á. 40kg đến tầm 55-56kg vừa, lo giúp em là hồng 115 nha. Đáng đồng tiền lắm luôn, đang siêu cực kỳ rẻ nè. Lo giúp em là màu hồng 115 nha mấy chị nha. Hồng 115 giùm em luôn. Rồi hồng 115 vải đẹp lắm. Rồi ai lấy mẫu này lo giúp em là hồng nha mấy chị nha, 115 màu hồng. Rồi hồng 115 giúp em nha. Mẫu đây gồm một áo nè, áo sơ mi trắng. Trời cái này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này chân váy. Chân váy có lót quần bên trong, 40 đến tầm 53-54kg vừa, nguyên một bộ này luôn nha, siêu còn 115. Chị đã lấy trắng 115 chốt lên giúp em nè. Trắng 115 nha, chân váy vải tuyết mưa có lót quần bên trong, đi với lại áo sơ mi trắng như thế này. 53-54kg lại men vừa, lo giúp em là trắng 115. Trắng nha mấy chị nha, siêu còn 115, chị đã lấy trắng lên giúp em nè. Trắng 115 ngàn màu trắng. Rồi đây nha, trắng 115 nha quý chị nha, trắng 115.
chân váy này nó sẽ có lớp quần bên trong cho mình luôn. Lấy dây này xích trắng nha, 115. Xích trắng 115 nha. Váy hơ đi rồi. Rồi. Cái hôm còn ít mẫu à. Rồi bộ này em siêu cho mình còn 85.000, gồm áo nè. Áo đi với chân váy này có lớp quần bên trong nha. Ở sau có lưng thun. Rồi 40 đến 55 kg vừa cho em là bộ 85. 85.000 nguyên bộ nha. Em đang siêu mấy chị ơi, 40 đến 55 kg vừa cho em là bộ 85 nha. Áo nè, đi với quần luôn nha. Áo đi với chân váy, ở sau có lưng thun và có lớp quần bên trong. Xếp dây bảng, xét dây bảng hàng lúc trước có không, dây bảng hàng lúc trước. Nhưng mẫu mấy mẫu đem hết rồi chị Thảo Ngân à. Lên giùm em là bộ nha, bộ này 85.000 nha mấy chị nha, đang sale 85.000 giúp em nha. Áo trắng đi với lại trong quán màu xanh 85 nha mấy chị ơi. Bộ này sale 115 cho em là mã số 1, 115. Lên giúp em là bộ 115 luôn. Rồi lên em là trắng 115 nha mấy chị ơi. Éo nè, vải đẹp lắm luôn. Bộ 85 đúng không chị Lý Thanh Thảo? Comment rõ giúp em nha. Rồi 40 đến tầm 55 cái mấy chị men vừa. Quần có lốt bên trong luôn nha. Cho em là trắng 115 nè. Trắng 115 nha mấy chị nha. Trắng 115, quần bên trong có lót luôn á, éo nè. Đó, đẹp không? Lấy em này trắng 115 nha mấy chị nha. Trắng 115 ngàn màu trắng. Đó, nguyên một bộ nha. Mẫu này em đang xem 115, cái này vải đẹp lắm luôn. Bộ riêng còn một bộ, lấy với em là riêng 75. Riêng 75 nha mấy chị nha. Nè, áo 2 dây dễ thương không? Áo 2 dây gài nút nè. Riêng 75 với mẹ là riêng 75, 52kg đổ lại vừa. Rồi đây dùm em nha, 40 đến 52kg đổ lại mấy chị men vừa. Lên với em là mẹ riêng. Mẹ riêng này đang siêu còn 75.000. Quần lưng keo phía sau có dây kéo, đi với áo 2 dây nút cài phía trước nè. Đó. Rồi lên dùm em này mẻ đen nha mấy chị nha, 75.000 riêng đen, 75.000 đen siêu. Cái này tầm 40 đến tầm 52kg là mấy chị men vừa. 40 đến 52kg men vừa giúp em nha. Rồi cho em mẻ hồng. Hồng này siêu còn 95 nha mấy chị ơi. Lên với em là hồng 95, quần lưng thun. Quần lưng thun, quần này nó sẽ có quần này nó có hai túi hai bên nè, quần lưng thun đi với là áo này. 40 đến tầm 55 56 kg vừa cho em là hồng 95. Rồi hồng 95 giúp em nha, cổ là phối ngọc nè. Tay cũng phối ngọc luôn. Đây, đó. Lên giúp em là hồng nha, 95.000 nguyên bộ, nghe bo chung. Nghe em có bo chung. Lấy giùm là hồng 95 nha mấy chị nha. Hồng 95 ngàn mẻ hồng. Hồng 95 nha mấy chị ơi, hồng 95. Hai dây màu xanh, hai dây toàn xanh. Dây này có điều chỉnh keo thấp luôn nè, 40 đến 40 kg đến 60 kg men vừa, có màu xanh nhạt. Hai dây á toàn. Màu xanh nhạt với màu xanh lá. Xanh nhạt với xanh lá hai màu, lên với em là 79.000 kìm màu nha. Rồi lên với em là 79.000 kìm màu, xanh nhạt với xanh lá hai màu. 40 đến 60 kg men vừa, hai dây toàn dập ly. Hai dây toàn dập ly nha, vải vô đẹp lắm, bên trong có lót. Rồi lên giúp em là hai dây 79.000 kìm màu, xanh lá với xanh nhạt nha mấy chị nha. Xanh lá với xanh nhạt hai màu. Rồi lên em là hai dây 79.000 kìm màu, xanh lé xanh nhạt hai màu nè. Xanh lé xanh nhạt hai màu nha. Rồi lên giúp em là hai dây 79.000 tiền màu.
chống nắng em số một cái siêu còn 1,5 nha mấy chị, chống nắng số một cái siêu còn 1,5 nè, bao nhiêu ký mặt cũng được hết á. Cái này chống nắng này hai lớp xanh lé hai dây và nhung lê nè, 79. Bích lơ chống nắng em đang xem 1,5 chị nào lấy chốt lên giùm em nha, 1,5. Rồi cái này hàng hai lớp dày lắm luôn nè. Ok em bích lơ nha, tặng kèm khẩu trang. Cái này không phải chống nắng mà thường thường đâu, hai lớp luôn mấy chị, người ta bán 170-180 một cái á. Em còn số cái xem 1,5 nha, bao nhiêu ký mà cũng được hết. Lên em là chống nắng 1,5 đang tiêu, cái này hai lớp luôn nha mấy chị nha, hai lớp luôn á. Rồi lên em là chống nắng nha, 1,5 chống nắng, chống nắng 1,5. Rồi quay mẫu nha mấy chị ơi, em sốt vài cái đi. B4, B6 là mấy chị mặc được, B4, B6 là mặc được giúp em nha. Ở sau nó sẽ có một cái dây bản như thế này. Em xem mình còn 55.000, người ta đang khoảng còn bán giá rất là cao luôn mấy chị ơi. Nè, lên giúp em nha, B4, B6 là mang được. Rồi nó kèm một sợi dây trong phía sau và một cái sợi dây như thế này giùm em. Lên giúp em là áo 55.000, bre 55 hoặc là áo 55 cũng được nha. Em sale nè, B4, B6 là mặc được hết luôn đó, đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Áo này nè, tôi đang bán giá còn cao lắm luôn á. Lên với em là áo 55.000 sale mấy chị ơi, còn cái này em bán nhiều rồi còn sốt nè. Lên với em là áo 55 nha, B4, B6 là men vừa hết, hết size lớn rồi em à, còn em còn một cỡ à. Còn một cái size này là B4 với B6 là men được nha. Chị nào lấy mình chốt lên giúp em, B4, B6 men được. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha, 55. Chỗ áo đó người ta đang bán mắc lắm luôn mấy chị ơi. Thiệt á, em còn ít cho nó là em sẽ rỉ á. Rồi Huyền Diệu áo 55, chị Trang Nguyễn áo 55. Chị Trang Nguyễn quận Tây làm đang về hàng, đang em đặt hàng hết rồi mấy chị ơi, chờ nha. Dồn đơn hôm bữa, chị Trang Nguyễn đơn hôm bữa cái gì ta, để em like xong rồi em dồn cho nha. Rồi chị nào lấy áo 55 rồi chốt lên giúp em nha, còn cái đó còn. Áo này mấy tặng cho mình 29.000 một cái nha, còn mấy cái nè. Áo này bán tặng 29.000, 40 đến 60 ký là mặc được hết luôn, có màu xám, màu vàng mà. Áo này siêu co giãn 40 đến 60 mặc vừa hết luôn, 29.000 giúp em nha. Chị nào có đơn rồi mình chốt lên giùm em nè. Màu vàng với lại màu kem. Màu xám, màu vàng, màu kem, be màu 29.000. Trời đây nha, mặc lên đẹp lắm mấy chị ơi, vải mịn hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu nha, mà em lên bán tặng cho mình 29.000. Lên với em 29.000 kèm màu. Chị Trần Hương màu vàng nè, đẹp lắm mấy chị, hàng Quảng Châu á, bán tặng 29 nha. Ai lấy chốt lên giúp em 29.000 kèm màu. Vàng kem với lại xám be màu. Chị Jenny Nguyễn màu kem nè, rồi em còn màu vàng với màu xám nha, chị nào lấy chốt lên giúp em nè mấy chị ơi, còn vàng với xám. Hết màu kem rồi, còn vàng với xám.
Còn vàng với xám nha mấy chị nha. À, lấy chốt lên giúp em. Màu xám này xám nhạt á. Còn áo mà lột ra như lột bánh lột kẹo nha. Nè mấy chị ơi, màu xám này, màu này mặc lên sang lắm luôn nha. 29.000. Lên giúp em nè, màu xám với màu vàng còn hai màu. Còn hai màu nha em, còn một hai cái nữa. 29.000 thôi mấy chị ơi, mua nhận hàng là liền luôn á. Rồi còn màu xám với màu vàng hai màu nha. À, lấy chốt lên giúp em nè. Đó, hai màu. Xám vàng hai màu. Xám vàng hai màu thì là lấy lên giúp em nha. Em bi đen, bi đen này đang sale cho mình còn 85.000 chim mẻ bi đen nè mấy chị ơi. Bi đen 85 nha, 40 đến tầm 55 56 kg là mang vừa. 40 đến 55 56 kg mang vừa, chốt lấy em là mẻ bi 85.000 bộ bi. Bi 85 nha mấy chị, 40 đến 55 56 chim là bi 85 nè. Này vải đẹp lắm. Rồi bi lên giúp em là bi nha, 85.000 mẻ bi. Bộ ho sale còn 115.000. Bộ này mặc lên sang lắm luôn. Bi 85 cho Thi. Bi 85 cho Thi. Lên giúp em này ship này nha mấy chị ơi. Một cái quần nè, quần nhung gân á, đẹp lắm luôn. Một cái quần lưng keo đi một cái áo ho. 115. 115 nha mấy chị ơi. 40 đến tầm kiểu như mặc xong cái tay mình ấy ra như này nè. 40 đến tầm 52, 53 cái mang vừa cho em là ho 115. Đó, em nói sang xỉu luôn. Rồi cái dây này tiếp cái dây này nữa. Cái dây này sẽ có một chỗ luồn bên đây đó nè, dễ thương lắm. Lên giúp em là ho 115 nha. Đây nè mấy chị ơi, ho 115 giúp em nha, mặc hai dây lên bình thường. Xong cái này bỏ ra. Rồi, 40 đến tầm 52, 53 cái mang vừa, lấy giúp em là ho 115 ho nha. 115 quần có hai túi trước và hai túi sau. 115 nguyên bộ quần với là áo ho luôn nha mấy chị nha. Quần áo ho luôn 115. Em là đầm dập ly này đang sale cho mình còn 115.000. 40kg đến 60kg bầu bì bông chiên thoải mái, hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu giúp em nha, hai dây. Hai dây cái này, cái tép này tháo ra được. Tép rồi. Rồi 40 đến 60kg mặc vừa, lên giúp em là dập ly 115 kìm màu, màu vàng với màu tím hai màu nha. Rồi màu vàng và màu tím hai màu em luôn, dập ly 115.000 kìm màu nha mấy chị nha. 115 kìm màu, hàng đẹp lắm luôn, hàng Quảng Châu. Rồi chị nào lấy lên giùm em nè, 115 kìm màu nha. Rồi vàng 115 với lại tím 115. Vải này rất là mát luôn nè. Rồi chị nào lấy lên giúp em 115 kìm màu. Hoa vàng em xem 105. Đây, ho vàng 105 nha mấy chị nha. Quần đi với áo 40kg đến tầm 56-57kg mấy chị mang vừa. Lên với em là ho vàng siêu còn 105. Rồi 40 đến 56-57kg mang vừa nha. Lên với em là ho vàng 105 nè. Ho vàng 105 nha mấy chị nha. Đẹp không? Rồi lên em là ho vàng nha. 105 ho vàng. 105 ho vàng giúp em nha. Bộ này em sẽ có size S và size M, hai size.
hết size M và size L luôn, B size mấy chị ơi. Là tầm từ 40 đến 60 kg nha, S, M, L, B size. Mẫu này em xin cho mình còn 95 ngàn, lên giúp em là bộ 95 ngàn kèm size. Đây. Dễ thương lắm, bộ này em có đăng hình cho mình nè. S, M, L, B size tương đương từ 40 kg đến 60 kg. Quần sẽ có may túi hai bên luôn, sale còn 95, lên giúp em là bộ 95 ngàn nha. Đồ lạnh chuẩn bị về hàng em, đặt hết rồi mà dịch chưa về hàng được. Rồi lên giúp em nè, lên giùm em là bộ 95 kèm size nha, S size M và size L luôn, B size, S, M, L, B size, S, M, L, B size quý vị ơi. Rồi lên em là hồng, hồng này siêu còn, hồng này em siêu còn cho mình còn 105 nha, hồng 105, hồng 105 giúp em nè mấy chị ơi, 40 đến tầm 52 kg vừa. Chân váy này có lớp quần bên trong và phía sau là có lưng thun, phía sau là lưng thun nha và có lớp quần trong luôn. Lên em là hồng 105 nè, trời bộ này dễ thương lắm nha, hồng 105 giúp em dễ thương lắm. Áo này nó sẽ có một lớp lót bên trong nữa, tới hai lớp luôn á. Rồi lên em bộ hồng nha mấy chị nha, 40 đến tầm 52 kg vừa cho em là hồng 105, hồng hồng 105 nha. Lên giùm em là cái quần này sale còn 69, em còn size S và size M hai size. Quần này em sale còn 69 nha, S với M 2 size mấy chị ơi, quần tuyết mưa, lưng này lưng keo luôn nha. Tuyết mưa lưng keo luôn, sẽ có hai túi hai bên cho mình như thế này. Hai túi hai bên. Rồi mình lên giúp em là quần 69 ngàn kèm size, size S với size M nha mấy chị. Rồi size S và size M nha, lên giùm em là quần 69 ngàn kèm size, S với M 2 size luôn. S với M 2 size nha, 69 ngàn kèm size. Size M cho vỏ bích ngọc size M. Rồi body này em xin mình còn 75 ngàn nè mấy chị ơi, 40 đến tầm 57 58 kg vừa. Size M cho chị Cindy tròn size M. Size X cho chế Út. Chế Úc size S nè. Đầm này siêu còn 75 nha mấy chị. Ở phía sau nè mấy chị nhìn nè, mặc vô trong người mình nó sẽ không có hở thiệt là nhiều như này đâu nha. Mặc lên phía sau nó ngang que nè đó mấy chị, ngang que rồi cái dây nó chéo sau lưng. Rồi cái này kéo thấp xuống nữa, không có hở nhiều nha. Vải siêu đẹp luôn. Hàng này hàng em siêu còn 75 ngàn, 40 đến tầm 56, 57 ký men vừa. Dáng dài nha, mặc lên siêu đẹp luôn á. Em còn màu kem và màu hồng, hai màu siêu còn 75. Lên giùm em đầm 75 ngàn kìm màu. Rồi mấy chị lên giúp em là đầm 75 ngàn kìm màu nha mấy chị nha, 75 ngàn kìm màu. Đó, màu hồng với lại màu màu kem hai màu nha. Hồng với kem hai màu, lên giúp em 75 ngàn kìm màu. Baby doll này em có hai màu, màu vàng với lại màu xám. Cái này 40 đến 60 bầu bì bông chiên thoải mái giùm em nè, cái vải đẹp lắm. Đây. Màu vàng, 40 kg đến 60 kg men vừa, bầu bì mấy chị mặc thoải mái nha. Bầu bì là bông chiên thoải mái luôn giùm em cái mẻ này. Dễ thương lắm luôn. Rồi em sẽ có màu vàng nha mấy chị nha, có màu vàng về màu xám hai màu. Màu vàng với màu xám hai màu sale còn 95, cho em là đầm 95 ngàn kìm màu. Đó, màu xám với màu vàng hai màu, 40 đến 60. Bầu bì là mặc thoải mái luôn nha, hai lớp. Mẹ vải rất là đẹp luôn nè.
Rồi lên em là vàng 95 với lại màu xám 95. Rồi vàng 95 với xám 95 nha mấy chị nha. Vàng 95 và xám 95 luôn. Ai lấy lên giúp em. Vàng 95 với xám 95 nha. Lôi giúp em là mẻ ho. Mẻ ho này giá là 65 ngàn. Em đang sale. Ho 65 40 đến 55 kg vừa cho mẻ ho 65 vải vải thô. Vải thô nha. Lôi giúp em là ho sale 65. Đây nha mấy chị ơi. Đó. Rồi đây nha, lôi giúp em là ho 65 ngàn mẻ ho 40 đến 55 kg vừa. Rồi lên giúp em là ho nha mấy chị nha, 65 ngàn mẻ ho. Ho 65. Rồi mẻ này em có màu xanh với lại màu màu da hai màu, cho em là ho xanh với lại ho da nha. Ho xanh với lại ho da hai màu 40 đến tầm 52 53 quý mấy chị mang vừa, cho em là 75 ngàn kèm màu. Rồi 75 ngàn màu xanh và 75 ngàn màu da nha mấy chị ơi. Đó. Màu xanh giúp em nè. Rồi màu xanh 75 nha, cái này màu da 75 ngàn màu da. Rồi xanh 75 và da 75 giờ lấy chốt lên giúp em nha. 40 tầm 52 53 kg là mang vừa. Xanh 75 với lại da 75 luôn. Xanh 75 với da 75. Đầm xô trắng này kìm dây cột eo siêu còn 1.15. Rồi xô trắng này nha mấy chị ơi, kìm dây cột eo nè. Siêu còn 115 ngàn, ai lấy trắng 1.15 mấy chị chốt lên nha. 40kg đến 60kg men vừa, cái này bầu bì bông chiên được luôn. Lấy giùm này trắng 1.15. Lấy giùm này trắng 1.15 nha, có dây cột eo. Rồi đây nha mấy chị nha, 40 đến 60 vừa hết nha. Trắng 1.15 giúp em. Nó trắng 1.15 nha mấy chị nha. Đầm trắng 1.15. Rồi mẫu này 2 dây 40 đến tầm 55 kg men vừa, em còn mỗi xếp có một màu à. Hàng này hàng 1B5 nè. Em còn một xếp màu trắng và một xếp màu kẹp phơ sữa FC còn 95 nha. À lấy chốt lên với em là 95 ngàn kiện màu trắng với kẹp phơ sữa. Rồi 40 đến 55 kg là men vừa nha mấy chị. 40 đến 55 kg men vừa. Mỗi màu một xếp à. Màu trắng và màu kẹp phô sữa hai màu nha, lo giùm em là 95 ngàn kìm màu. Rồi đây nha mấy chị nha, màu nâu à, màu kẹp phô sữa với là màu trắng hai màu. Rồi lo giúp em là bộ 95 ngàn kìm màu. Cái này của nó là dạng như vải đuổi xước á. Vải đuổi xước nha. Vải đuổi xước đẹp lắm, quần có túi, áo là hai dây. Dây này có điều chỉnh cao thấp luôn giúp em luôn. Rồi giờ lấy lo giùm em nha, 95 ngàn kìm màu nha mấy chị nha. 95 ngàn kèm màu, màu trắng và màu nâu. Màu trắng và màu nâu nha, 95, ai lấy lên giúp em nha. 95 ngàn. Rồi xíu này em siêu mình còn 1.15 nha mấy chị nha. Xíu này siêu còn 1.15, lên giúp em là nâu 1.15. Chân váy đi với là áo 40 đến tầm 53 54 kg là men vừa cho em là bộ 1.15. Áo nè đi với lại trong váy dáng dài phía sau là có lung thun phía sau nha. 53 54 kg loại men vừa, lôi với em là nâu 1.15. Rồi nâu 1.15 nha mấy chị nha. Nâu 1.15. Lôi giùm em là vàng 95. Vàng này em còn số một bộ nè, 40 đến tầm 55 kg men vừa cho em là vàng 95. Chân váy này có lớp quần bên trong luôn nha mấy chị nha, lấy như là vàng 95. Vàng 95 nè. Rồi vàng 95 giùm em nha, lấy như em là màu vàng 95. Rồi, vàng 95 nha mấy chị.
quần ngố này, quần em có quần ngố này là giá 65, quần đùi là 60 và quần legging dài là 79 nha mấy chị. Đây mới vừa thêm hàng. Rồi. Quần này thì bao nhiêu ký mình mặc cũng được hết luôn nha, bầu bì mấy chị mặc cũng được luôn. Bầu bì men cũng được luôn giùm em cái mã này. Ngố là 65, đùi là 60. Luôn nha mấy chị ơi, đùi là 60.000, nhan ngố là 65.000 và quần dài là 79.000. Mặc sướng lắm, bầu bì to mấy chị mặc cũng được hết luôn nha. Dài nè, đùi ngố. Rồi thi một đùi một ngố nè. Chị nào lấy lên giúp em nha, đùi ngố, quần dài. Đùi ngố dài nha mấy chị ơi. Đùi là 60, ngố là 65 và dài là 79.000. Thuy dài luôn nè. Giờ lấy lên giúp em nha. Em đầm tím. Làm xô tím nè mấy chị ơi. Đầm này lên giúp em là 135.000, 40 kg, nó tầm 55-56 ký mấy chị men vừa nha. 40-55-56 ký men vừa cho em là tím 1B5. Trời cái đầm xô đẹp ghê luôn. Xót lại nè mấy chị ơi, xót lại em tính giá siêu 1B5 nha. Tím nè 135.000, 55-56-57 ký loại men vừa, hai lớp hết nha. Đẹp lắm luôn, bên trong nó có một lớp lót bên trong cho mình. Rồi lên cho em là tím 1B5 nha mấy chị nha. Rồi suông tím 1B5 nha, suông tím 1B5. Trời, lên cho em là sọc này đang siêu 1.15, 40-60 men vừa. Sọc 1.15 nha. Chân váy dáng dài. Rồi lên với em bộ sọc này đang siêu 1.15. Sọc nha mấy chị nha. Rồi em đang siêu còn 1.15 thôi. Ai lấy sọc lên với em mẹ sọc 1.15. Tím 1B5 với chị Linh Hà. Chị Linh Hà cho em địa chỉ số hội nha. Chị Linh Hà. Chị số điện thoại giúp em, sọc là em đang sale 1.15 thôi nha. Alex sọc lấy em sọc 1.15. Rồi lấy em là áo 50, cái này 40 kg, nó tầm 55-56 cái men vừa cho em là áo 50, cái gì mặc xong rút nha. Mặc xong rút tùy ý nè. Lấy em là áo 50 nha mấy chị ơi, áo 50. Mặc xong rút tùy ý. Áo 50 giúp em, dạ ok chị Linh Hà. Áo 50 giùm em nha, áo 50. Rồi chân váy này em còn hai màu lên giúp em là chân váy siêu còn 55.000 kèm màu. Màu đỏ với màu kem nha, 40-55 ký vừa có lớp quần bên trong. 40-55-56 ký vừa có lớp quần bên trong, phía sau có lưng thun. Lên em là caro 55.000 kìm màu đỏ với kem. Rồi 55.000 caro đỏ với lại 55.000 caro kem nha. Màu kem đẹp không mấy chị. Kem đỏ hai màu, ai lấy mình lên giúp em nha. 55.000 kìm màu, chân váy có lớp quần bên trong luôn. Rồi 40-55-56 ký lại vừa giùm em nha. Rồi caro kem với caro đỏ hai màu. Bộ này em sẽ cho mình còn 95.000. Bộ
Con này siêu còn 95 nha mấy chị nha. Éo nè. Ở sau thì có bo thun. Ở sau có bo thun giùm em nè, ở sau có bo thun. Rồi, về quần này ở sau có lưng thun luôn. 56 57 ký đó lại men vừa cho em là bộ 95. 56 57 ký loại men vừa nha, lên cái gì là bộ 95.000. Rồi đây nha mấy chị nha, lên em là bộ 95 gồm áo nè, đưa với là quần luôn. Rồi bộ 95 giúp em nha. Áo còn một cái, lên em là áo B9 40 đến tầm 55 ký men vừa, số một cái cuối cùng cho em áo B9.000, 40 đến 55 nha mấy chị nha. 40 đến 55, áo thun lụa. 39.000. Set 95 cho chị Thanh Dương dùng đơn. Set 95 nè. FB9 cho Võ Bích Ngọc. Đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Gồm quần ngang đi với áo nè. Rồi em siêu cho mình còn 105.000. Siêu cho mình còn 105 thôi. Trời dễ thương quá gì nè mấy chị ơi. Quả cũng xịn nữa nha. Siêu còn 105. 40 tầm 55 cái men vừa cho em là bộ 105. Bộ 105 giúp em nha. Quả rất là xịn luôn á. Quần nè, quần đi với áo. Rồi mình lên giúp em là bộ 105 nha mấy chị nha. Bộ 105. Túi này đẹp không? Dễ thương. Rồi 40 đến 55 ký vừa nha. Áo sơ mi đi với là quần. Em siêu còn 105 thôi, rất là xịn, rất là đẹp. Rồi ok nha Thi. Rồi hồng này em siêu còn 115 nha mấy chị ơi. Cái này dễ thương lắm luôn á. 56, 57, 58 cái đồ loại vừa luôn. Lên với em là hồng 105. Ở hồng 115. Hồng này em siêu còn 115 nha mấy chị. Chốt lên với em là hồng 115 nè. Đó đẹp không? Rồi hồng giùm em nha, 115 mẻ hồng. Rồi chị nào lấy hồng 115 lên với em là hồng 115 nha. Bộ này em xem mình còn 95.000, nằm phía sau đang xem 115 nha chị Quỳnh Thư. Bốn mươi đến tầm 56 57 ký vừa, bầu bì mới chị bông chen được. Em xem còn 115, cho đẹp lắm, xịn lắm luôn. Xem còn 115 nha, vải xịn lắm mấy chị ơi. Hồng với lại màu da hai màu, một kem, màu kem với màu hồng hai màu giúp em nha. 115 đang xem. Rồi bộ này em siêu còn 95. 55, 56 cái loại men vừa cho em là bộ 95 nha. 55, 56 cái loại men vừa lên với em là bộ 95. Quần có may túi nè. Quần có may túi, ống suông đi với là áo. Rồi cho em bộ 95 nha mấy chị nha, bộ 95. Rồi lên em mẫu này nha, 95.000 nguyên bộ. 95 nha mấy chị nha. Ai lấy lớn nha là bộ 95. Còn phía sau là 115 nha. Rồi quần này em sẽ
siêu cho mình luôn nè mấy chị ơi. Còn 115.000. Em còn size M, 115 quần biết ghi nha. Còn size M về size L 2 size. Còn size M về size L 2 size lên giúp em là quần 115 kìm size. Ủa, còn size S về size M nha. Còn size S với size M nha mấy chị nha. Rồi còn size S về size M lên giúp em là quần 115 kìm size. Đây nha. Đó. Rồi 115 kìm size biết ghi nha mấy chị. Đầm em mang đang xem 115 nha chị Cường Nguyên. Đang xem 115.000 đó chị ơi. 40kg đến 60kg ngang vừa. Đến 60kg mang vừa nha. Đang xem 115 có màu hồng đó nè chị ơi. Em có màu hồng với lại màu xanh hai màu. Đây nha. Cổ yếm á chị, hồng với xanh hai màu lên giúp em là đầm 115 nha kìm màu. Đầm 115 kìm màu nha mấy chị, hồng xanh hai màu. Hồng với xanh hai màu nha, 115 kìm màu. Dập ly cổ yếm. Rồi mẻ đầm này 125 giúp em nè, em có màu da với màu đen hai màu. 40kg đến 60kg men vừa, bầu bì bon chen được. 125 nha, 125. 125 màu đen, 125 màu da hai màu. Rồi 40 đến 60 là men vừa hết luôn, lên với mà đầm 125 kìm màu nha mấy chị nha. Đẹp không? Rồi đen với da hai màu nha, 125 kìm màu mấy chị ơi. Đây nha, suông bê tòn, cái này bầu bì mấy chị mặc được hết luôn. Rồi lên giúp em nha. Quần dài hiện tại mẫu đó là em à, đang quần biết ghi chị đang về mẫu mới á, tầm vài ngày nữa. Rồi lên em mẻ đầm hồng này đi mấy chị ơi. Em đang xem mình còn 95.000 nha đầm hồng. 40 nó tầm 52kg vừa, lên cho em là hồng 95. Hồng 95.000 màu hồng nha. Rồi 40 tầm 52kg vừa, lên cho em là hồng 95. Rồi hồng 95 nha mấy chị nha, hồng 95. Vải đẹp lắm. Rồi 40 đến 52 men vừa nha, lên giùm em là mẻ hồng 95.000 màu hồng. Hồng 95. Rồi lên giùm em là Kero. Kero phom suông. Kero phom suông, cái này bầu bì bông chen được. 40kg tầm 56-57kg men vừa. Lên giùm em là mẻ suông 95 nha. Lên giùm em là mẻ suông nè, 95.000 mẻ suông. Suông 95 nha mấy chị, ai lấy suông 95 lên giúp em nha. Rồi 95.000 mẻ suông nha mấy chị nha, 95.000 mẻ suông. Em mẻ chuột 69.000 mẻ chuột. 40 đến 40kg đến 57-58kg men vừa. Lên với em là mẻ chuột 69. Chuột nha mấy chị, đầm chuột 69. Đầm hoa cúc 75. Hoa cúc 75 nha. Nói lên em mẻ hoa cúc siêu còn 75 nè. Hoa cúc thun Quảng Châu. Hoa cúc 75. Mẻ chuột là 69 nha. Hoa cúc 75 mẻ chuột 69. Các chị coi kịp không? Chị nào coi không kịp thì nói em nha, em đưa lại. Hồng 95 cho Huyền Diệu.
Chuột, chuột 69 cho hồ hồng lon. Chuột 69 cho hồ hồng lon. Hoa cúc 75 cho chị Linh Hà. Body này em shop lại là em siêu cho mình luôn nha. 40kg đến tầm, body này dễ thương lắm luôn nè mấy chị ơi. 40kg đến tầm 57-58, cái gì mang vừa hết luôn. Em khúc gió, khúc gió em chưa có hàng chị, chưa nha. 40kg đến tầm 57-58, cái gì mặc vừa hết luôn. Body này lên siêu sang luôn nha mấy chị ơi. Em siêu cho mình còn 79.000. Trời ơi, cái vải thun đẹp ghê luôn. Lên giùm em là hồng 79. Lên em là hồng 79 nha mấy chị, mặc lên form cưng cực kỳ luôn, rất là dễ thương. Cái này em siêu lỗ này còn 79.000. Vải rất là đẹp nha mấy chị nha. À, lấy hồng 79 mấy chị chốt lên. 79.000 màu hồng giùm em nha, 79.000 màu hồng. Rồi đây nha mấy chị nha, hồng 79. Rồi cái này mặc lên cưng xỉu luôn á em nói thiệt. Rồi siêu xỉu. Vải bích ngọc nè. Hồng 79. Vậy là lấy lên giúp em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái này đẹp từ vải đến form luôn á. 79.000 màu hồng. Rồi mẻ này là 40 đến tầm 52kg vừa. 40 đến tầm 52kg mấy chị men vừa giúp em nha. Sale còn 115.000. Kim là vàng 115. Vàng 115 nha mấy chị nha. Vàng 115 phía trước nè. Đẹp không? 52kg đó lại men vừa giúp em nha. Rồi vải xỉn xỉu luôn. Màu vàng ngồi đậm hơn lai chút. Lên giúp em là vàng nha mấy chị nha. 115 màu vàng. Dễ thương lắm luôn. Dễ thương cực kỳ luôn á. Vàng 115 giúp em nè. Hoa này em siêu còn 115 nha mấy chị ơi. Năm này là nó sẽ cổ dạng cổ yếm, cũng cổ yếm luôn nè. Cổ yếm rồi ở sau hở lưng nha. Cổ yếm như thế này nha mấy chị, mặc cổ yếm giùm em nè. Đó, hoa cổ yếm. Rồi phía sau sẽ hở lưng nha. Lo giúp em là hoa 115, hoa xanh 115. Hoa sâu hở lưng như thế này. Em siêu còn 115.000. Hàng Quảng Châu luôn, cái này xịn đẹp cơ luôn. Đây nha mấy chị, cổ yếm ở sau với lưng, hở lưng. Không có hở nhiều. Bo thun nè. Rồi lo giúp em là hoa xanh 115. Hoa xanh 115 nha mấy chị, hoa xanh. Cho chị nhung lê 115. Rồi em hốt hoa xanh nha, có con Thái à. Rồi vít trắng này em xin mình còn 115 luôn. Quả đẹp lắm mấy chị ơi. Lo giúp em là màu trắng nha, 115 nên xeo. Quần phía sau có lưng thun, 55-56kg đó lại vừa. Em là trắng 115. Còn hàng đẹp không mấy chị ơi. Lo với em là trắng 115 nha. 40 đến tầm 55-56kg là mấy chị men vừa. Chốt lo với em là trắng 115. Rồi trắng 115 nha mấy chị ơi. Xeo 115. Éo vít nè. Em mẻ nhung đen 75.000, nhung đen.
nhung đen 75 nha mấy chị ơi. Dễ thương không? Dạ áo hiện tại em chưa có hàng. Em đặt áo kiểu rồi mà chưa có về hàng được. Đầm này có hai túi hai bên nha. Khi nào mà có hàng áo kiểu về hàng á, cái em đăng lên tường cho mấy chị coi nha. Trước khi like em đăng trước cho mình. 40kg đến 60kg mang vừa cho em là đen nhung 75. Đen nhung 75 nha mấy chị nha. Đen nhung 75. 40 đến 60 men vừa chị mẹ đen nhung 75. Đen nhung này có hai túi hai bên nha, chốt lo giùm em là đen nhung 75.000 đen nhung. Đen nhung 75 nha mấy chị nha. Trời ơi, dễ thương quá, vải tép te, lo giúp em là đen 115 đen siêu. Nhung 75 cho Thi nè. Lôi với em lại đen 115 nha. 40 đó tầm 52, 53 cái mang vừa cho em lại đen và nó bãi tép te. Trời dễ thương lắm mấy chị ơi. Lôi giùm em lại đen 115. Và cái này mấy chị lôi giúp em lại đen nha. 115 mặc lên beo sang luôn. Đẹp ghê luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. 52, 53 cái lại mang vừa giúp em nè. Cho em lại đen 115. Đen 115 nha mấy chị, cái vải đỉnh ghê luôn á. 115 nha, lấy với lại đen 115, mẹ này đen teo. Bộ này nha mấy chị ơi, cái này bán tặng cho mình nha, 59.000. Quần ở sau lưng thun nè. Quần ở sau lưng thun. Rồi áo nè. Áo như này nha mấy chị nha. Áo và kèm da nịt luôn. 59.000, 40 đến 55kg vừa. 40 đến 55kg vừa cho em là bộ 59. Bộ 59.000 nha. Bộ 59. Áo nha mấy chị nha. Áo. Nó có nút này em, nó bị mới rớt ra, em cài lại cho mình nha. Lo với em là bộ 59.000. Áo nè, quần và kèm da nịt luôn nha. Bộ 59. Bộ này là giá 135 nè. Đúng rồi, bộ này giá 135 giúp em nha. Bộ 59 nó chịu Vicky. 135.000 giùm em. Hàng Quảng Châu xịn luôn nè. Rồi bộ này em còn size M nha. Bộ này em còn size M tầm 55-56kg loại men vừa. Lời với em là bộ 1B5. Bộ 1B5 nha chị, mặc siêu, mấy chị ơi mặc siêu đẹp luôn, có sỉ. 135.000 hàng Quảng Châu. Áo nè. Dây nịt. Áo dây nịt nè. Về chân váy luôn 1B5 giúp em nha. 55-56kg loại men vừa, em còn size M. Có sỉ. Lôi em là bộ 1B5. Bộ này em chia cho mình còn 115.000. Trời ơi, cái vải đúng đẹp luôn á. 40kg đến 60kg mang vừa nha. Chốt lối như là 115 kìm màu. Dễ thương lắm mấy chị ơi. Nè. 115 kìm màu, cái này em nhập chuẩn hàng cho mình luôn. Xịn lắm luôn mấy chị ơi, siêu còn 115 nha. Màu xanh nè với màu đỏ hai màu. Xanh với đỏ hai màu giúp em siêu 115. Chị nào lấy lên em mẻ hoa 115 kìm màu nha, xịn lắm mấy chị, xịn cực kỳ luôn. Màu đỏ với màu xanh hai màu siêu 115 nha. Đỏ nè. Xanh. Rồi mình lo giúp em 115 kìm màu. 115 kìm màu nha mấy chị, xanh đỏ hai màu, lo em 115 kìm màu. Quá đẹp lắm. Linh Hà 115 xanh. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chờ lấy lên giùm em nha, 115 màu xanh với màu đỏ hai màu.
thì tây fit mẫu 15. Rồi bộ này nha mấy chị ơi, sale còn 115 luôn. Lo giùm em nè, 40kg đến 60kg men vừa. Lo giúp em là màu da mẫu 15, màu da. Màu da mẫu 15 nha mấy chị ơi. Chốt lo em này da mẫu 15 nha. 60kg loại men vừa với màu da mẫu 15. Đây nha mấy chị nha. Rồi nút cài. Nút cài. Rồi lo giúp em này da mẫu 15, màu da nha. Mẫu 15. Nha Thi nè, da mẫu 15. Rồi đầm này em còn một cái nè mấy chị ơi. Đầm này, mấy chị nhớ cái đầm này không? 165 nè, em xin cho mình còn 135 ngàn nha. Đầm này sang xỉu luôn. Rồi em xin cho mình còn 135. 40 đến tầm 50B54 cái mấy chị men vừa. 40 đến 5B54 cái men vừa. Trời ơi đẹp quá. Chốt lo với em là đầm 1B5. Sang xỉu luôn. Dáng dài có hai túi phía trước nè mấy chị ơi, cái nút cũng xịn nữa. Màu và màu xanh xanh mực á, màu xanh đen á. Lo giúp em nha, đầm 1B5. 5B54 cái loại men vừa. Lo em mẻ đầm 1B5 nha mấy chị nha. Đầm 1B5 giùm em. Rồi hai dây này em xin mình còn 79.000, size S. Size S nha mấy chị ơi. Cho em là trắng 79 size S. Rồi trắng 79.000 size S nha, chị lấy cái trắng này luôn, như là trắng 79. Vải vải đuổi. Vải đuổi nha mấy chị nha, hai lớp luôn. Lên giùm em là trắng 79.000 màu trắng. Rồi trắng 79 nha mấy chị ơi, size S. Lôi em mẹ khót nha. Lôi với em là khót hồng 125 mấy chị ơi, da lộn. Khót da lộn nha, 125 khót hồng. Có chi nịch luôn. Hồng giùm em nha mấy chị ơi, 125 khót hồng, da chất da lộn 125 nha. Nha nó sẽ có dây cột lại nữa nè, chất da lộn giúp em 125. Phone này 55, 56, 57 cái loại vừa. 56, 57 cái loại men vừa nha mấy chị nha. Lo với em là khót 125. Chất này chất da lộn nha mấy chị. Rồi chất da lộn giúp em nha, 125 khót. Rồi cho em mẻ nơ. Mẻ nơ này siêu còn 95.000 nguyên bộ. Áo tiểu thư với lại quần tét tê nè. 40 tầm 55-56 cái men vừa cho em là bộ 95. Khó 125 cho chị Lâm Tuyết Minh. Với em là bộ 95 nha mấy chị ơi. Bộ
bộ 95 nha, 40 đến tầm 55 56 cái mấy chị men vừa. Lên giúp em là bộ 95.000. Đây mấy chị ơi. Bộ 95 nha, quần tép tê đi với lại áo tiểu thư. Quần tép tê đi với áo tiểu thư nha, lên giúp em là bộ 95. Trời cái này dễ thương lắm. Tách rồi để mặc được luôn nha em, siêu quần 95. Giúp em bộ piêu này, em siêu cho mình còn 1.5 40 đến tầm 55kg mấy chị men vừa nha. 55kg, 56kg đó loại men vừa chim là bộ piêu 1.5. Dễ thương lắm mấy chị, quần piêu là đi với lại áo đen 1.5 chim là piêu 1.5 nha. Piêu này siêu còn 105.000, à lấy mấy chị chốt lên giúp em nha. Piêu 1.5 nguyên bộ luôn, 55-56 phía lại men vừa nha mấy chị nha. Bill 1.5. Rồi bộ này cũng siêu cho mình còn 115.000. Bộ này siêu còn 115 nha. Quần quần dập ly đi với lại áo sát nách rút dây. Lôi với em này dập ly 115. Dập ly 1.15 nha mấy chị ơi, chốt lên giúp em nha, dập ly 1.15. Rồi áo nè, đi với quần. Áo đi với quần nha mấy chị, 1.15 dập ly. Dập ly nha, 1.15. Rồi cho em lại đầm 95. Đầm 95 nè, chất mango nè, vải đẹp ghê luôn á. Đầm 95 nha, 40 đến 60 men vừa. Lên giúp em mẹ đầm 95. Mã đầm 95 nha mấy chị, 40 đến 40kg đến 60kg men vừa, chót đẹp vô luôn. Lấy với mã đầm 95. Đây nha, đầm 95 nha. Rồi cái này lên giùm em là bộ đen mấy chị ơi. Chân váy là chân váy tầng nha, có lốt quần bên trong. Chân váy tầng có lốt quần bên trong đi với áo trở vai 56-57kg loại men vừa. Trời ơi cái này lên sang lắm nè. Em xem 1.15 nha, cho em là đen 1.15. Đen 1.15 mấy chị. Đen 1.15 về trắng 1.15. Vả rất là xịn luôn nha, chân váy có lỗ quần bên trong. Lên với em là đen 1.15 với là trắng 1.15. Đẹp lắm luôn. Lên em là đen 1.15, trắng 1.15 nha. Đây mấy chị ơi. Rồi đây nha, à lấy lên giúp em đen 1.15, trắng 1.15. Rồi lo giùm lại ship này nha, siêu còn 1.15 luôn. 1.15. 55kg đổ lại mấy chị men vừa giùm là bộ 1.15. Rồi cho em là vít 1.15 đi mấy chị ơi. Vít 1.15 nha, 40 đến 55kg vừa. Chốt lo giùm là vít 1.15. Vít 1.15 nha mấy chị nha. 1.15 mẹ vít. 1.15. Em còn bộ cuối cùng là siêu 115.000 chim là hồng. Hồng 1.15 mấy chị ơi. 55-56 kéo lại men vừa nha, chim là hồng 1.15. Đẹp không? Đây mấy chị, cái này vải đẹp lắm luôn á, chim là hồng 1.15 nha, phía sau có dây kéo. Mặc lên rất là sang luôn, hồng 1.15. Lo giùm em nha mấy chị ơi, hồng 1.15 nè. Vip 1.15 cho con bé cười.
đơn cũ là còn một cái quần ngố 65 á, chị gộp gửi chung nha, đơn cũ còn quần ngố 65 á, em gộp gửi chung nha. Rồi kem này mấy chị ơi, kem này giùm em nè. Áo này hai lớp luôn á. Rồi ok em nha. Hai lớp nha mấy chị nha, cái nơ này không thích tháo ra được. Mình cắt đường chỉ ra thôi nha, người ta may vô mình cắt đường chỉ ra thôi. Lo giúp em bộ này xem, mình còn 85.000. Quần nè. Rồi 40 kg đến 57 58 kg em vừa cho em là bộ 85. Bộ 85 nha mấy chị nha. Bộ 85 giúp em nha mấy chị nha. Ai lấy bộ 85 mình chốt lên. Rồi lên em là bộ 85 nha, dễ thương lắm. Bộ 85. Con này em siêu cho mình còn 125 luôn nha. Rồi nó dày lắm luôn. Lên với em là khoác 125 nha mấy chị nha. 55 56 kg lại men vừa. 55 56 kg lại men vừa nha, khoác 125. Nó dày đẻ lắm mấy chị ơi. Dày vui à. Lấy em là khoác 125 nha. Rất là dày luôn. Bên trong nè. Rồi lấy em là khoác 125 nha. Nha xin. Rồi cái này 52 cái đó lại men vừa xe 115. Quần nè. Kéo như này nè mấy chị ơi. Đắp chiếu. Rồi. Mặc ví dụ sơ hở thì mặc bre thôi mới trong giùm em nha. Đó. Rồi lo giúp em là bộ này em siêu còn 115.000 nha mấy chị nha. Bộ này siêu còn 115, 52 cái đó lại vừa. Trời cái quần lưng keo siêu keo luôn. Rồi lên giúp em nha, bộ này đang siêu còn 115. Lên em là 115, 40 đến 52 kg vừa nha mấy chị ơi, 115. Mẫu này nha, lên giúp em là mẻ số 1 cũng siêu 115 luôn. 52, 53, 54 kg đó lại men vừa. 53, 54 kg đó lại men vừa nha, kim là bộ 115. Bộ 115 nha mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn nè. 115.000, 53, 54 kg đó lại men vừa. Đây nha. Lên em là bộ 115. Rồi lên giúp em nha, 115.000 nguyên bộ. Em like nhanh mấy chị coi mẫu mà không kịp thì nói em nha, em dơ lên lại. Rồi đầm trắng này xem mình còn 75 luôn nè mấy chị ơi, 52 53 cái lại men vừa nha. Trắng 75. Cổ này cổ thêu, thêu hoa. Lên giúp em là trắng 75 luôn. Đó, 53 54 cái lại men vừa, trắng 75. Đây nha mấy chị, trắng 75 ngàn màu trắng. Trắng 75 giúp em nha. Rồi lên em là màu vàng này nè, con suông. Con này 60kg đó lại men vừa, chim là vàng siêu 95, bầu bì bông chiên được. Màu vàng ở ngoài đậm hơn lai nha mấy chị nha. Chim là vàng 95, bầu bì bông chiên được, con tuông. Rồi chim là vàng 95 nha, vàng 95. Cổ nó nè.
Rồi vàng 95 nha mấy chị ơi, vàng 95. Vàng 95 nha. Rồi phong này 53 54 kg đó lại mang vừa cho em là cổ vuông. Cổ vuông siêu 115 nha. Cổ vuông siêu 115. 53 54 kg lại mang vừa cho em mẹ cổ vuông 115. Vải đẹp lắm nè. Rồi cổ vuông 115 nha mấy chị nha, cổ vuông 115. Đó, đẹp không? Rồi lên giúp em nha, cổ vuông 115. Đây nha mấy chị nha. Rồi rồi, sốt này tiết cuối cùng này mấy chị. Rồi cho em là đem 115 luôn, cái này em sốt là một bộ cuối cùng. Vải siêu đẹp luôn nha. 115 đen. Đây, nãy giờ em like set nhiều lắm luôn á, chị Nguyễn Bích Thuận mới vô đúng không? Nãy giờ em like nhiều set. Cái này 53 54 kéo lại mang vừa giúp em nha, cho em là đen 115. Đen 115 chân váy ở sau có lưng thun có quần bên trong luôn. Trần Hồng Vân đi 115. Đây mấy chị ơi, trời cái tay bồng này sang xỉu luôn nè. Lên giúp em nha, dáng dài luôn. Ở sau là có lưng thun nha mấy chị nha. Ở sau có lưng thun em xem 115 luôn. Xí này đúng tiểu thư luôn á. 55kg đổ lại men vừa. Tay bồng nè, sang lắm mấy chị ơi. Lên giúp em là tay bồng 115 nha. Siêu luôn 115. Rồi tay bồng 115 giúp em. Sang xỉu luôn á, 40-55kg vừa. Cái chất đẹp ghê luôn. Mấy chị được thấy, mấy chị thấy được cái chất không thấy đó đó. Lên em là tay bồng 115 ở sau có lưng thun nha. Đẹp vô luôn, rất là sang luôn nè. Lên em là tay bồng 115 nha. Trắng em xin mình luôn còn 115. Áo nè mấy chị ơi, áo trắng nha, áo trắng. Cái này mình cột cái đai vô thành cái nơ á, cột vô thành cái nơ ngay chỗ cổ. Lôi với em là trắng 115, 55kg đó lại vừa. Trắng 115 nha mấy chị, 55kg đó lại men vừa. Cái này chị nào đi làm công sở mặc được luôn nè. 55kg lại men vừa cho em là mẻ trắng 115. Trắng 115 nha. Nó đẹp ghê luôn á. Trắng 115 giúp em. Rồi kẻ bộ luôn nha mấy chị ơi. 115. Bồng này nha Trần Hồng Vân. 40 đến 55 cái vừa. Cái này tiểu thư rất là sang luôn mấy chị ơi, em nói lên sang siêu sang luôn. 115 nha, ở sau có lưng thun nè. Rồi đi với áo nữa 115 nha. Sang lắm lắm luôn. Kim siêu còn 115 nha, lấy lên với em là tay bồng 115.
tay bồng nha mấy chị ơi, siêu sang trong váy dáng dài luôn chứ, trời ơi xuất sắc. Em xem 115 nha, lôi với lại tay bồng 115. Đó, tay bồng nha mấy chị nha. 115 mẻ tay bồng. Cho em là trắng này, em siêu 75 làm trắng tiểu thư 56 57 kiểu loại men vừa. 115 là chị Nguyễn Bích Thuận lấy tay bồng đúng không chị ơi? Chị Nguyễn Bích Thuận lấy tay bồng, ok lên giúp em nha. Rồi cho em là trắng 75 là đầm trắng tiểu thư. Đầm trắng tiểu thư 75. Đầm trắng tiểu thư 75 giúp em nha. Chị nào lấy mà lên giùm em trắng 75. Trắng 75 nha mấy chị nha, trắng 75. Vừa nha. Vừa em. Chị Nguyễn Bích Thuận có lấy tay bồng không thì ok lên giúp em nha. Tay bồng 115 ok lên nha chị. Em đầm baby doll vàng siêu còn 50 nè mấy chị ơi. Baby doll vàng siêu còn 50 nha. Siêu còn 50. Lên giúp em là vàng 50. Ok Trần Hồng Vân nè. Vàng 50 nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy vàng 50 mấy chị chốt lên giúp em là vàng 50 nha. Nó tầm 55 56 cái mình mang vừa lên giúp em là vàng 50 baby doll. Baby doll vàng 50 nha mấy chị nha. Rồi vàng 50 nha mấy chị nha, lên giúp em là vàng 50. Cái này em siêu cho mình còn 75 ngàn. Cái này em siêu mình còn 75 nha mấy chị ơi. Có màu hồng với màu kè phô sữa hai màu. 40 đến tầm 55 56 cái men vừa. Rồi 40 đến 55 56 cái men vừa giúp em nha. Siêu còn 75 ngàn. Quần ở sau có lung thun. Quần ở sau có lung thun giúp em 75 ngàn màu hồng với màu kè phô sữa hai màu nha. Hồng 75. Kè phô sữa 75. Rồi đây nha mấy chị nha, a à, lấy lên giúp em 75 ngàn kìm màu. Rồi thôi em nghỉ nha mấy chị ơi. 75 ngàn kìm màu giúp em nha, em nghỉ nha. Rồi em nghỉ em tắt like đây nha mấy chị ơi. Rồi em nghỉ đây, tắt like đây, bye bye mấy chị nha. Rồi em nghỉ đây, bye bye nha mấy chị ơi. Rồi ok em chế út nè. Rồi ok chế út nha, em tắt đây.